linh thiêng là chốn soi nhân bản để thấu muôn đời cõi nhân sinh. Trong tâm thức người Việt Nam đã sinh ra làm người đứng trong trời đất, không ai có thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của tôn giáo và tín ngưỡng. Hàng ngàn năm nay, tục lệ thờ phụng trời Phật, thánh thần đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt. Tín ngưỡng đó xuất phát từ phong tục thờ tổ tiên của người Việt Nam ta từ buổi đầu dựng nước. Theo dòng chảy thời gian, tín ngưỡng thờ tứ phủ, tức thờ mẫu, đã được hình thành và ngày càng phát triển. Đây là tín ngưỡng tôn giáo bản địa, trải qua thời gian được nâng tầm, được đề cao và trở thành đạo mẫu. Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, tín ngưỡng này đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong đời sống tinh thần, góp phần hình thành tư tưởng, bản lĩnh, văn hóa Việt Nam và trở thành một hệ giá trị trong đời sống tinh thần người Việt. Hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, đặc biệt từ thế kỷ thứ 16, đạo mẫu đã có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội nước ta. Đạo thờ mẫu, thờ tam tứ phủ của người Việt là tín ngưỡng có sự giao thoa tôn giáo bản địa với đạo Phật, đạo giáo phương Đông. Cùng với Phật giáo là một tôn giáo bác học, không chỉ có nét thuần túy mang tính thờ cúng và những lễ nghi, tín ngưỡng thờ đạo mẫu Việt Nam hàm chứa ý thức hệ, niềm tin, những quan điểm và thành tố tâm linh. Người Việt ta ở khắp nơi từ Bắc chí Nam, ở cả trong nước và nước ngoài, với số lượng dân cư rất đông, hướng tâm về tứ phủ. Đạo mẫu vốn là hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi. Có mẫu thiên cai quản trời, mẫu địa cai quản đất, mẫu thoải cai quản vùng sông nước và mẫu thượng ngàn cai quản vùng núi rừng. Đây là một bảo tàng sống về văn hóa của người Việt Nam ta. Không gian thờ mẫu có sự dung hợp của nhiều tầng văn hóa, kết hợp giữa ý thức hệ tôn sùng thế giới tự nhiên và những anh hùng có công với dân với nước. Thờ mẫu có sự kết hợp thờ trời Phật với Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tảo Bắc Đẩu, Ngũ Vị Tôn Ông, Tứ Phủ Chầu Bạc, Tứ Phủ Ông Hoàng và Thánh Cô Thánh Cậu, vân vân. Trong điện thần đạo mẫu có cả những vị thánh thần là những vị thánh tự nhiên, có những nhân vật anh hùng có công với dân với nước. Đó là mẫu liễu hạnh của tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Có thuyết cho rằng mẹ Âu Cơ được hóa thành mẫu thượng ngàn, và anh hùng dân tộc Đức Thánh Trần là ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, vân vân. Với phong tục thờ đạo mẫu tứ phủ, mối quan hệ giữa đạo và đời cũng như con đường tu tập tại thế của mỗi cá nhân luôn mang đậm yếu tố nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan. Ở đó có nhiều điều con người không thể cắt nghĩa và lý giải. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên sức sống của văn hóa Việt cũng như tín ngưỡng thờ đạo mẫu của người Việt từ ngàn xưa vẫn bất tử trường tồn, được kế tục trao truyền từ đời này sang đời khác. Và dường như cuộc đời này luôn tồn tại cái lý huyền cơ. Những vị tín đồ của đạo mẫu đời nào cũng có. Họ là những thanh đồng xuất hiện. Họ là những người được trao nhiệm vụ thực hành tín ngưỡng để giúp đời. Nói cách khác, những người được chọn làm thanh đồng, họ chính là những tín đồ được giao sứ mệnh gieo nhân lành trên mảnh đất đẹp để có được thành quả, đem lại niềm vui cuộc sống cho những người khác vốn đang thực hành những Phật việc thuộc về đời sống tâm linh. Con xin cảm ơn Phật Thánh, con xin cảm ơn đến Phủ Nhang Pháp Sư Văn Đàn tiếng hát, và xin cảm ơn đến tất cả các thanh đồng bốn phủ. Rất là khó nói và cũng rất là thanh đồng con rất mừng trong tâm để hôm nay được tất cả các gia chung tiến chủ đã cùng tập phúc nghinh tường và cũng có cùng họ Lê Hoàng Hô họ
Nguyện con, họ Bùi con cùng các họ chúng con đã tập phước để có một duyên làm thánh lễ để nhờ Phật Thánh chứng minh và thanh thần được tuổi con. Cũng xin cảm ơn đến tất cả các gia quyến tế chủ, các anh chị em bạn đồng công tính và các đệ anh chị em đã cùng hỗ trợ và cùng để giúp đỡ những thanh đồng nguyện thì quanh con ngày hôm nay để được sở cầu như ý, sở nguyện được tòng tâm. Thanh đồng con không biết nói gì trước hơn con, khi con cảm ơn Phật Thánh, cảm ơn đến thủ nhang, cảm ơn đến đầu giấy pháp sư đầu sớ, cảm ơn đến văn đẳng tiếng hát và cảm ơn đến tất cả các anh chị em, các thanh đồng đạo quan và các chị em và con cái cùng cha cùng mẹ cùng con cái hội đồng tứ phủ đã về để cùng dự liên đàn thánh lễ hôm nay. Nguyễn Oanh xin thanh đồng con xin cảm ơn đến tất cả các gia chung tiến chủ và thanh đồng con xin về để loan giá tòa đồng A Di Đà Phật.
Trống, quân, vân, hồ, tổ,
thành cực đế tâm thân độc tứ phụ thấu dân ngân lộc thần thú lộc thần ân lộc thần ta cổ. Đây là việc để ta cổ truyền lời sời bóng cồn năm phương tứ gã về đâu thì thánh ông còn phải ra lời để quá bỡ gắn bỡ rồi nạp công âm cấp thực dương thì sẽ được trên ghe dưới dưới gió Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông về sắc sắc xưa xa. Hay đây có xưa tay ông về bộ gì cả sai binh bộ binh binh tùy tùy. Tiên bông đào vui chân đi.
bay xuống Phật đi quan âm cùng sao chân linh thần nơi lên tương lai
ngày văn sớm sức lên đến ngày về tấu đôi chép biên rõ ràng vì cho những chữ tràng sinh. Trường vi cho sống sạch đôi đường. Thuyền dòng cô bé cửa
theo đua những quân xa, trận chân cô bước xuống quán lô và tiếng hò hoa quán lô và trắng thanh gió mát Thank you.
mông kinh nhì bông chất dài trường đi cho xuống thành đôi đường.
câu. Cô rồi, lên được thanh đồng nhá. Đồng to bóng lớn thế này mà con cắm cơ cầu được cái áo đó. Con đi mặc 10 áo bố cầu đó. Có 10 áo bố, bố khiển cầu đó. Để mưa to gió lớn kìa. Để con thiên thiên con về không. Con tôn trọng để cho quân của vô quyền còn để lướt qua cặp để không bị đắm về nhá. Hôm nay đã có cắm cặp 120 vạn cặp để chống quân Nguyên Mông nhá. Lúc với đang dầm gì để nó còn đang ở ngoài lật cây Hải Phòng đấy nhá. Lật cây Hải Phòng là chỗ để tướng quân của tướng Ngô Quyền đấy nhá. Rồi, câu cá to thuyền bè để lướt sóng ra về sông to biển lớn. Con ở trong mương trong gạch không ai không ở đây ra sông rồi ra biển nhá. Rồi trong mương trong gạch là thuyền hết nước là thuyền chết cạn là thuyền chá. Đừng nói bảo là mấy ngày hôm nọ mưa cứ bảo là vất vả trời phải riêng rồi, dân phải riêng dân, cây lúa phải có mưa rồi, thuộc thuyền bè phải có nước lên. Rồi cọc để sống quên Nguyên Mông phải có đóng cọc đến đâu nước phải dâng lên đến đấy thì mới không bị cá đấy. Cọc dâng nước lên xong cọc lại rút xuống bắt đầu thuyền. Thần ta oai lính ban cũng ngấn
cai an dân chân giữ ra ngoài cửa đông. Thánh tôn xuất chúng đại tài, bằng cao võ được đăng cai anh hùng. Sắc thơm, sắc thơm tam an lấy lừng ngũ châu tứ hải khắp vùng an bao la. Tay mang kiếm bằng đường hoàng, áo vàng đai cháu ngược vào thế bài. Trên đời có họ không hai, không mình chính dịch mà ai ra bình. Tiên phong bất ngọn hồng kỳ, bảo là thanh giá. Xuống đường còn dương văn